Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chiếc TS-54 tăng hạng nặng 2 nòng cấp 8 của Mỹ. Trong game, tất cả anh em đều quen thuộc với đám 2 nòng của Liên Xô rồi. Nhưng thực ra, 2 nòng đầu tiên xuất hiện ở bên Mỹ là chiếc MTLS tăng hạng nhẹ cấp 3 mình lên 6 rồi. Ngày hôm nay, mình sẽ review và chơi chiếc TS-54 này. Nhiều anh em sẽ hỏi mình rằng, chiếc xe tăng này kiếm ở đâu, có mua được không? Mình trả lời luôn, không thể mua được chiếc TS-54 mà là thuê. Vậy thì thuê ở chỗ nào? Hãy kích hoạt Wood Plus với giá hơn 200.000 một tháng, tự động gia hạn sau 30 ngày. Mình không có quảng cáo gì đâu, mà là hướng dẫn anh em cũng như đọc cái phần mô tả. Wood Plus đem lại cho bạn cơ hội nhận thêm lợi ích giúp cải thiện trải nghiệm game. Có pay to win không? Nửa có, nửa không. Đấy là cá nhân của mình. Nhiều anh em nghĩ rằng tôi trả thêm tiền để tăng cái trải nghiệm và có một tí gọi là lợi ích thôi, gì mà ông làm quá lên. Nhiều anh em không có tiền thì lại nói rằng những người có tiền mua được Wood Plus này, ôi lợi quá, cả kể trong chiến đấu hoặc ở trong gara thôi cũng đã lợi rồi. Tùy vào mỗi người suy nghĩ xem Wood Plus có thực sự là pay to win không. Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Video này mình chỉ tập trung vào chiếc TS-54 thôi. Đầu tiên TS-54 này mình nói thẳng luôn là pay to win. Pay to win ở ngay trong gara. Trong game thì tí nữa mình sẽ nói. Vì sao? Anh em có thấy chiếc M40, M43 không đủ kíp lái không? Mình đang cày kíp lái từ chiếc M40 đấy anh em ạ. Hãy nhìn xem. Mình cho chỉ huy pháo binh từ chiếc M40 vào trong chiếc TS-54 là tăng hạng nặng, không hề bị trừ phần trăm. Anh em có thể tin được là chiếc TS-54 này hiện tại là xe tăng đầu tiên trong game có thể cày kíp lái của loại xe khác cùng quốc gia. Tăng hạng nhẹ, tăng hạng trung, pháo chống tăng. Anh em cứ ném hết vào đây, TS-54 cày được luôn. Trời ơi, nếu như Quân Minh tạo ra chiếc TS-54 này thì kiểu gì các ông ấy cũng lấn tới các quốc gia khác như là Liên Xô, Anh, Pháp, bla bla. Mình nói thẳng luôn, mình không hề thích điều này. Cày kíp lái cũng là một mục tiêu khi chúng ta chơi game Quốc. Thôi, bỏ qua điều đấy. Chúng ta sẽ đến với hỏa lực. Khẩu 90mm, thực ra số hơi lẻ là 94mm. Sát thương 280 với đạn AP và APCR, đạn nổ 370. Độ xuyên đạn AP 218, đạn vàng 252. Theo mình đánh giá thì con số này ở mức trung bình, giống các tăng hạng trung khác thôi, hoặc là tăng hạng nặng hỗ trợ. Đạn nổ mạnh thì anh em nên mang ít đạn thôi, bởi vì nó chỉ mang 40 viên. Mình bắn vèo cái là hết. Hoặc anh em không bắn mù như mình thì 40 viên sẽ đủ. Vận tốc đạn thì bay không nhanh, cả kể APCR. Đây là thông số ở public test 1.20.1, không biết là đã áp chính thức chưa, nhưng mà thôi, mình sẽ lấy thông số này để review. Thời gian nạp đạn 7.67 giây, mắc đồ thì chắc xuống được dưới 7 giây đấy. Delay giữa việc chuyển đổi các nòng bắn là 5 giây. Chúng ta sẽ gồng 2 giây và khóa nòng 2 giây nếu như anh em bắn một loạt đạn. Thời gian ngắm và độ phân tán khá là tốt, ổn định nòng pháo 0.14 và 0.06, theo mình nghĩ thì cũng khá là ngon so với một tăng hạng nặng. Nhưng mà thôi, hàng Anh, hàng Mỹ mà, tập trung vào những cái khác đi. Tốc độ tối đa, tiến 40, lùi 15. Có thể la ná chiếc M54 Renegade. Hạ nòng trừ 8 thôi, không đến trừ 10. Nhưng mà tháp pháo nó dẹp như thế thì mình nghĩ rằng nó cũng ok. Về phần giáp, hơi lẻ, mình sẽ đọc số chặn nhé. 101 phía trước, 63 hai bên. Phần tháp pháo, 304 phía trước, 127 hai bên. Số máu, 1500. Tầm nhìn, 380. Theo mình thì những con số này khá là ổn. Đây là hiệu quả giáp của chiếc TS-54. Mình đánh giá chỗ được chỗ không. Nhìn thì ít điểm yếu, nhưng nhìn kỹ ra thì lại nhiều. Phần gầm thì hiệu quả gần 200mm. Anh em nên nắc xe đi, cả kể phần thân trên. Có một cái vị trí lái xe khá yếu hiện diện ngay trước mặt. Kẻ địch mà cao hơn anh em hoàn toàn đục được thẳng xuống dưới. Lưu ý nhá, hạn chế giao tranh với những kẻ địch là Đức này, Anh này. Tiếp theo, phần tháp pháo thì cũng dày đấy, nhưng có cái điểm yếu là tai mèo hai bên, giống như chiếc E75TS. Nếu như kẻ địch bắn xuyên qua cái phần đài quan sát này, chạm đúng cái giáp chính thì dễ dàng bị kẻ địch gây sát thương. Có phần cục ô chìm thì thôi mình không nói nữa. Size scrape trên chiếc TS-54 thì sao? Theo mình đánh giá nửa được nửa không. Chúng ta có phần giáp váy khoảng 6mm, cộng thêm phần xích là 20mm, hiệu quả hai bên hông lên tới gần 300. Tuy nhiên, phần má và phần cổ tháp pháo lộ ra cực kỳ yếu luôn, không thể side scrape tốt trên chiếc TS-54 được. Bắt buộc anh em phải chơi chiến thuật hull down là chính. Đây, hạ nòng trừ 8 thì các phần nó cũng hiệu quả.
lái xe thì vẫn không thể che được rồi, cả cái phần tay mèo. Về thiết bị thì mình sẽ mang cho nó cái xoay trở này, để mình có thể xoay xe nhanh hơn, xoay tháp pháo tốt hơn. Nitro để chơi giống tăng hạng trung, hoặc ở cánh tạng nặng mình sẽ chiếm vị trí tốt hơn. Mang thêm búp máu để sống sót lâu hơn. Còn nếu như anh em không thích mang búp máu, thích tự soi tự bắn, hãy mang kính nhá. Bởi vì hàng Mỹ mà, đôi khi chúng ta độc lập tác chiến nó sẽ khá là tốt. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc TS-54 này nào. Trước khi đi vào cách chơi và chiến thuật của TS-54, cho phép mình trải lòng ra để anh em nhậu nhá. Wargaming ấy, máy chủ châu Á của chúng tôi là bãi rác hay là bãi thử hạt nhân để các ông thử nghiệm vậy? Các ông coi thường người chơi chúng tôi thế? Các ông ra cái thông tin hệ thống xếp trận mới trước 12 tiếng đồng hồ cập nhật phiên bản 1.20.1, không hề có hỏi ý kiến người chơi hay là thử nghiệm bất cứ một cái gì cả. Đùng một cái, vào buổi chiều, 8.000 người online, không có một trận đấu nào trong 10 trận mình chơi trên chiếc TS-54 là 15 người đấu 15 người anh em ơi. Cả kể 14 đấu 14 cũng không có. Tới 5 trận đấu là 10 người đấu 10. Anh em có thể tin được không? Cảm giác dead game đến nơi rồi, không còn người chơi. Anh em hiểu cái cảm giác rằng số người ít ỏi còn lại đang duy trì máy chủ này sống lay lắt qua ngày. Đó chính là cảm xúc hiện tại của mình. Chơi TS-54 mà trận đấu nào cũng 10 đấu 10, 11 đấu 11, cao nhất là 13 đấu 13. Mình không thể tin nổi Wargaming đang làm cái điều gì ở máy chủ châu Á. Chịu luôn đấy. Ban đầu mình đọc cái hệ thống đấy, cứ nghĩ rằng matchmaking sẽ ưu tiên 15 đấu 15 trước. Khi mà không tìm được trận hoặc thời gian chờ quá lâu, họ mới rút xuống 14, 13, 12. Nhưng không, họ ưu tiên 10 trước anh em ơi. Cái quái gì đang xảy ra đây? Và đây chính là hậu quả của việc 10 đấu 10. Bản đồ Lakeview là một trong những bản đồ khá là rộng, nhưng cánh 1-2 là con đường nhanh nhất đẩy lên nhà địch. Chỉ có duy nhất chiếc CC-56 là cấp 7 đang chống cự ở đây. Anh ta còn stock luôn. Ngay lập tức mình nhận ra điều đấy, đẩy thẳng lên và tiêu diệt chiếc CC-56. Trước đấy, chiếc GW Panther còn bị mình soi và bay màu ngay phút đầu tiên. Phút thứ 13, chỉ đúng hai kẻ địch ở nhà để phòng thủ là CS-52 Liz và T-252. Kẻ địch dồn vào cánh 89 rất nhiều. Bên mình dễ dàng chọc thủng cái phòng tuyến, đẩy thẳng lên căn cứ bên địch. Điều này rất khó có thể xảy ra nếu như chơi 15 đấu 15. Bởi vì rất nhiều người sẽ phòng thủ pháo chống tăng, tăng hạng nặng. Đấy, bây giờ thì sao? Mình đang chuẩn bị vào bắn chiếc T252. Không ai ra cản mình cả. 10 đấu 10 chỉ cần mất 2 đến 3 người từ đầu thôi là toang rồi, đội hình toang luôn rồi anh em ơi. Phía trước mình có chiếc T-343, mình khóa mục tiêu và đốc bồn. Phát này thì mình bắn hơi chủ quan, bởi vì chiếc T-343 đứng sau cái vật cản ở căn cứ nên mình đã khóa mục tiêu. Cầu may trong cái pha bắn 2 viên một lúc đấy. Không sao, mình vẫn có thể kịp thời rút lui, bởi vì phía trước mình không có nhiều kẻ địch đâu. Isu 152 đang giao tranh với chiếc T-343. Phát đạn khóa mục tiêu vừa rồi mình hơi chủ quan, chưa hạ nòng mà đã khai hỏa rồi. Tốt, giải cứu chiếc Isu thành công. 5-0 rồi, nửa đội địch đã bay màu. Anh em biết thừa cái trận đấu này nó sẽ đi về đâu rồi đấy. Mình đã soi thấy chiếc Caro. Một phát đạn slap shot khá tốt. Mình biết đằng sau chiếc Caro có chiếc G-So, hoặc là chiếc RSM cũng đứng ở lại vùng này để bảo vệ căn cứ. Mình sẽ không xông xáo trong cái lúc này đâu, mà chờ cho đồng đội đẩy cánh 89 lên, tạo thế gọng kìm. Đạn thường của mình thì dễ dàng bắn xuyên chiếc Caro rồi, nên mình không cần phải sử dụng sang đạn ABCR. Chiếc Porras bên mình đã soi thấy chiếc Skoda. Một phát đạn đốc bồn cực kỳ tuyệt vời, gần 600 sát thương. Vì sao mình đốc bồn ư? Bởi vì Porras anh ta đối đầu với những kẻ địch có sát thương lớn, chắc chắn lao vào như vậy sẽ sớm bay
và không soi được kẻ địch nhiều nữa. Mình bắn loạt đạn trong pha đấy là chính xác, bởi vì chiếc Skoda sẽ mất hình mà. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bên phải này và cố gắng soi những kẻ địch. Chỉ còn 3 viên thôi. Đây rồi, gờ so, đốc bồn luôn. 537 sát thương, 280 nhân đôi là 560 phải không anh em? Tốt. Pha đạn AB cuối cùng của mình bắn cháy chiếc gờ so, tiêu diệt anh ta luôn. Đốc một kill vào chiếc Skoda T56. Kẻ địch tiếp theo, cá rô. Thời gian nạp đạn thì đâu đó khoảng 7 giây mỗi viên, không khác gì tăng hạng chung cả. Mình đánh giá chiếc TS54 này khá là thích hợp chơi theo trường phái dồn thiệt hại và đi sang cánh tặng chung. Chứ nếu như chúng ta mà chơi bên cánh tặng nặng ấy thì khá là khó khăn. Sát thương này không đổi thiệt hại được, độ xuyên cũng không phải lớn nhất để chúng ta đục những kẻ địch giáp dày. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ S. Đây là bản đồ khá là nhỏ thôi, 800m², thích hợp để chơi 10-10, 11-11. Có thể anh em sẽ thích. Tuy nhiên, hệ thống xếp trận mới cũng mang đến một cái hệ lụy mà vốn có của cái cũ. Đó chính là hay xếp sai loại xe. Bên mình 4 tăng hạng nặng, bên địch 3 tăng hạng nặng và họ nhiều tăng hạng trung hơn. Với bản đồ End thiên về thành phố như thế này thì chắc chắn bên mình sẽ có lợi thế phải không? Nhiều tăng hạng nặng hơn mà. Nhưng không, dừng lại một chút. Hãy nhìn vào bản đồ cho mình. Skoda T56, anh ta đứng tận vị trí B1 ạ. Và trong thành phố bên mình chỉ có Renegade và Super Bursing thôi. Anh em biết điều đấy đồng nghĩa với việc gì không? Trong thành phố yếu cực kỳ luôn. Có 10 người đấu với nhau, ít người như vậy, kẻ địch sẽ tràn vào, ngay lập tức sẽ tiêu diệt hai kẻ địch đứng trong đấy. Mình sang cánh 89 ấy, là trận đấu trước đó mình nói rồi, S54 mình thích đi cánh tặng chung hơn để đối đầu với những người giáp yếu như thế này. Pantera kinh thế. Ông ấy bắn hỏng súng mình 2 lần này. Và phát đạn tiếp theo, mình muốn đốc bồn. Vì sao ư? Bởi vì chiếc Pantera, anh ta vào xả đường sau muốn chạy thoát. Mình muốn bắn một loạt đạn để tiêu diệt. Anh ta dưới 600 máu mà. Và đó, đốc bồn của chiếc TS54 cũng khá là hiệu quả trong những cái trường hợp mà kẻ địch muốn chạy thoát như vậy. Đấy, anh em nhìn chưa? Ông Skoda bây giờ mới đến vị trí C3 để yểm trợ cho thành phố nhưng không. Đồng đội mình là Renegade đã bay rồi. Và sắp tới Super Bursing cũng sẽ sớm thôi. Pha vừa rồi thì mình khá là ham ăn, bởi vì mình nhìn thấy chiếc Pro 46 anh ta sẽ chạy thoát, cũng muốn cho anh ta một loạt đạn. Nhưng IS-6 ngay lập tức chạy ra bắn mình. Tạm thời chỉ còn 190 máu, hỏng thùng đạn, hỏng cả khẩu pháo. Chơi kiểu gì đây ạ? Pro 46 anh ta đang đi ra. Tốt. Ái chà, S1 đang đứng ở vị trí K0. Mình cần phải cẩn trọng cái điều đấy. 10 giây nữa mình mới sửa được module. PTK thì đang giao tranh với chiếc IS-6B. Pro 46 bên địch đã nhận ra và chuẩn bị tạo thế gọng kìm rồi. Mình bắt buộc phải chạy vào để yểm trợ cho chiếc PTK. Rất may cho mình là chiếc S1 bắn không xuyên, bắn cháy chiếc IS-6, nhưng anh ta cũng đã chữa cháy thành công, tiêu diệt anh ta trước khi quay trở lại bắn mình. Và bây giờ chiếc Pro 46 có vẻ như muốn ăn mình. Anh ta không đi ra. Mình đã nhận ra là Pro 46 đang nạp đạn. Chắc chắn anh ta muốn tiêu diệt mình bằng được. Mình đã có đủ 2 viên. Một loạt đạn của mình hoàn toàn có thể tiêu diệt chiếc Pro 46 nếu nảy thế đại tốt. Và đúng như vậy, mình bắt buộc phải bắn một loạt đạn để tiêu diệt chiếc Pro 46. Delay giữa 2 viên của mình là 5 giây. Pro 46 delay nhanh hơn. Đấy là một pha xử lý tình huống rất tốt. Và bây giờ LC, anh ta vừa bắn trượt rồi. Mình tính đốc bồn nhưng không, mình lựa chọn bắn từng viên một. Phát đạn vừa rồi nảy thiệt hại tốt. Hai phát đạn từ chiếc LC bắn không xuyên mình. Ôi mình may quá, nửa cuối trận đấu mà vẫn còn sống sót như thế này. Đó, anh em thấy đấy, mình cân cả cái cánh 89 rồi, nhưng mà đồng đội bắn không tốt, đồng đội chơi không hay, thì cả kể ít hay nhiều người trong một cánh cũng dễ thua, dễ thủng. Chiến thuật tốt nhất
của những cái lần mà chơi 10 đấu 10 hay 11 đấu 11 ấy. Hãy đẩy một cánh. Nhiều anh em sẽ nói rằng ông đang chơi ở giờ thấp điểm thì warming step vào phòng 10 đấu 10 là chuẩn rồi, cứ chửi họ. Không anh em ơi, lúc mình test chiếc test 54 này ấy là từ 8 đến 9 nghìn người online vào buổi chiều. Anh em biết con số đấy là con số trung bình hàng ngày của cái máy chủ châu Á không? Và trận đấu 10 năm đấu 10 năm vẫn diễn ra thường xuyên với số lượng người như thế này. Đúng là hệ thống xếp trận này có vấn đề, không hề ưu tiên trận đấu 10 năm đấu 10 năm. Và mình thực sự rất là ghét những cái trận đấu ngẫu nhiên kiểu này anh em ơi. Vì sao? Ít người. Vâng, ít người chính là điều khiến mình cảm thấy buồn. Mình muốn đông người chơi nhiều cánh, nó dễ thở hơn. Ít người như thế này nhá, anh em thấy cánh 89, mỗi mình chiếc PTK đang chơi cánh 12, mỗi chiếc M41 và Pro 46 chạy cánh đấy. Còn trong thành phố thì đa phần là tăng hạng nặng, họ vào trong đấy để chơi nhau, đánh cận chiến mà. Bắt buộc mình phải chơi sideline, ngược line, là đi ra cái vùng trung tâm F5 này. Bởi vì có ai ra vùng trung tâm để soi đâu. Mình mang kính trên chiếc TS54 này là một điều chính xác và thích hợp cho cái matchmaking mới. Tự soi tự bắn, có làm thì mới có ăn, giúp cho đồng đội không bị thủng bất cứ cánh nào, đều có tầm nhìn ở những cái vị trí nhất định. Quay trở lại khoảng 1 phút đầu tiên, mình đã soi thấy chiếc M4190. Anh ta bắt buộc phải chạy ra khỏi cái bụi cây truyền thống này. Và vừa rồi mình đã nhìn thấy chiếc Pro 46. Wow, gần 600 sát thương với anh ta, tuyệt vời chứ. Như mình đã nói với anh em, khi mà chúng ta gồng bắn kẻ địch, thường là lúc kẻ địch bắn xong và chạy thoát, chúng ta không muốn bắn từng viên. Bởi vì bắn một viên xong, kẻ địch sẽ nhận ra và họ rút lui, chúng ta không có cơ hội bắn thêm viên tiếp theo. Và như vừa rồi, thêm một pha double nữa vào chiếc tơ tổn 1. Chiếc TS54 này hơi hướng giống chiếc IS-22, đều nạp đạn khoảng 7-8 giây, sát thương dao động khoảng 200-300. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi double nhanh như vậy. Chiếc 703 thì lại không chơi như thế. Căn bản là sát thương mỗi viên của 703 dao động từ 300-400 à. Chúng ta sẽ bắn từng viên tốt hơn thay vì double. Có một điều anh em phải biết là chiếc TS54 này thời gian gồng ấy và thời gian khóa nòng giảm 1 giây so với chiếc 703. 2 giây nó hơi nhanh một chút. Ban đầu thì mình hơi ngượng anh em ạ. Chia sẻ thật, mỗi lần mà mình gồng trên chiếc TS54 mình cảm thấy nhanh quá. Đôi khi tâm của mình chưa kịp chỉ vào kẻ địch, mình phải nhả ra. Bởi vì nếu như mình giữ cái nút chuột gồng, chắc chắn là đạn sẽ không rơi vào kẻ địch. Đấy, anh em hiểu không? Hiện tại thì mình muốn đi lên để tiêu diệt chiếc tơ tổn 1. Anh ta nhận ra rồi. Đồng đội thì vẫn đang giao tranh khá là ác liệt trong thành phố. CS52 thì đang đẩy cánh 12. Udes, anh ta còn 300 máu. Mình quyết định khóa mục tiêu và bắn một loạt đạn tiêu diệt anh ta. Bởi vì phía trước mình có chiếc Vibera lẫn tơ tồn. Nếu như mình bắn từng viên, Udes hoàn toàn có thể chuyển về chế độ hành trình và chạy thoát. Tơ tồn 1 và Vibera sẽ yểm trợ anh ta chạy thoát nào. Mình đang chờ cho đồng đội tiêu diệt chiếc tơ tồn 1, bởi vì Pro 54 đang ở bên phải. Tốt, bây giờ mình sẽ tấn công vị trí chiếc Vibera. Pha này mình bắn hơi chủ quan anh em nhé. Chiếc Vibera mà đứng trước mặt như thế này chỉ có thể đục phần gầm thôi. Mình muốn đốc bồn anh ta phát. Nhưng bây giờ thì anh ta lại xoay xe quá đà, mình hoàn toàn bắn được phần hông. Thêm phát đạn nữa, khá tốt. Lợi thế của đám hai nòng ấy là mỗi lần chúng ta bắn cả một loạt đạn ra thì sẽ chơi như xe tăng bắn đơn. Nó giống như bọn tái nạp ấy mà. Tiêu diệt chiếc Vibera. Tỷ số hiện tại 5-3. Bên mình đang có lợi thế về số máu. Mình rất là muốn đi xuống để tìm một cái vị trí khác cool down, chứ đứng ở đây chơi thập thò chả lắm. Di chuyển nào. Phía trước mình có Tiger 2.
Một phát đạn slap shot khá tốt, đáp trả anh ta hơn 300 máu. Hạ đóng trừ 8. Chờ anh ta nghiêng xe. Tốt. Công nhận 280 của đám Mỹ tốt thật anh em ơi. Mình thấy đa phần đều nhảy hơn so với 280 và nhiều phát 300. Đây là một pha chủ quan. Mình nghĩ rằng chiếc Tiger 2 và 703 chạy thoát rồi. Nhưng mà không, họ đã quay trở lại và bắn mình, mất nửa cây máu luôn. Mình sẽ tìm một vị trí khác nhé, chứ đứng ở đây dễ bị kẻ địch đục lắm. Căn bản tháp phá của chiếc TS-54 thì dày, đúng là dày thật, nhưng đa phần đều ở phần manlet thôi. Ta hạng nặng bên mình trong thành phố bắt đầu đẩy ra. Cơ hội nào để bắn chiếc 703 đây? Không được rồi. Trận đấu kết thúc anh em nhé. Đến cuối thì mình có bắn được một phát đạn vào chiếc Bodo 46. Đây là hậu quả tiếp theo của hệ thống xếp trận mới châu Á. Trận đấu anh em đang xem là MM+2, chính xác là MM357 truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta đã bị rút bớt số người như sau. Ở cấp 10 rút 1 người, ở cấp 9 rút 1 người, và ở cấp 8 rút tận 2 người ạ. 2 hay là 3 người mình cũng không để ý. Nhưng thực sự nhá, nếu như mà chơi phòng đấu 10 đấu 10 hay 11 đấu 11 thì không nên có MM+2, bởi vì khoảng cách giữa thông số xe và hiệu suất chiến đấu của cấp 10 và cấp 8 nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nếu như ít người như thế này, xe tăng cấp 10 sẽ có khả năng phô diễn sức mạnh cực kỳ là nhiều. Bởi vì làm gì có nhiều hỏa lực chĩa vào những xe tăng cấp 10 đấy. Bây giờ anh em đi trung đội Chipton với 279, chỉ cần 2 người thôi mà gặp phải cái MM như thế này, chắc chắn rồi, áp đảo hoàn toàn với đội bên kia luôn. Mà lại chỉ còn 10 người nữa chứ. Một cái nữa, đó chính là làm nhiệm vụ khó. Đúng vậy, rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến số người trong trận đấu. Nhưng với việc mà chỉ còn 10 đến 11 người như thế này, các nhiệm vụ đấy phải tập trung, hoặc anh em phải liên tục gây ra sát thương hay gây choáng anh kẻ địch mới được. Một vấn đề nữa, pháo tự hành. Mình biết là mình ghét pháo tự hành, mình không muốn nói đâu, nhưng có rất nhiều anh em cũng chơi pháo tự hành trong game quất. Và một trận đấu diễn ra từ 3 cho đến 5 phút thì pháo tự hành bắn được bao nhiêu viên, gây choáng được bao nhiêu giây, hỗ trợ được bao nhiêu thiệt hại cho đồng đội, chắc chắn là không nhiều rồi. Ba trận đấu trước đó anh em xem đều dao động từ 3 cho đến 5 phút. Còn đây là cái trận đấu mà mình bắn khoảng 5 phút rồi nhưng bị tiêu diệt ở phút thứ 5. Đây, cái lúc mà chiếc TBB tính vào ăn mình thì mình sẽ sớm bay màu. TBB chạy giữa đồng như thế này rất đơn giản, bởi vì thiếu người. Đồng đội mình dồn vào cánh 1-2 cũng như đi móc kẻ địch ở cánh 8-9. Không còn ai bảo vệ mình cả, cũng không còn ai ở nhà. Thôi thì nói ông Tiger 2 về, nhưng mà ông ấy chậm chạp quá, không thể nào đến cứu mình thành công. Thì đó, mình có tua đi cái đoạn đầu tiên nhá. Tóm tắt cho anh em một phút khởi động trận đấu ở bản đồ LA Loop như sau. Toàn bộ đội của mình đều đi cánh 1-2, nhưng đến phút thứ 2 thì có mình nè, Sen Action X và E50 phải quay trở về nhà để phòng thủ, bởi vì biết kẻ địch sẽ móc vào trong căn cứ. Nếu như không về kịp thời thì chắc chắn là sẽ toang. Bản đồ LA Loop đa phần giao tranh ở cánh 1-2 mà. Anh em thấy cái hệ lụy mà ít người chơi như thế nào chưa? Hôm nay video hơi dài bởi vì có 5 trận đấu mình chiếu cho anh em. Nhưng muốn cho anh em biết rằng hậu quả thứ 3 của hệ thống xếp trận mới châu Á là như thế nào. Trận đấu Step Back, chế độ công thủ. Với trận đánh ngẫu nhiên và trận đánh đôi công thì mình không nói. Nhưng công thủ mà chỉ có 10 người mỗi đội như thế này, mình đảm bảo luôn mấy ông thủ quá ít người để phòng thủ các cánh. Cánh 1-2 không biết có bao nhiêu người, nhưng mà đã thấy chiếc Pantera phải chạy về. T-44 cũng rút lui, bởi vì họ biết cánh 1-2 này ít người phòng thủ, bên mình lại nhiều người tấn công. Đó, anh em hiểu không? Dễ dàng chọc thủng cái cánh này chỉ trong 1 đến 2 phút mà thôi. Mình đã thấy chiếc 703
anh ta quay trở lại để giao tranh với mình. Ok, mình sẽ chờ đồng đội tạo thế gọng kìm đã, chứ không lao lên bây giờ đâu. Đằng nào thì chiếc 703 cũng chẳng dám tấn công hoặc là đẩy lên đâu, bởi vì đâu có ai yểm trợ chiếc 703, ít người mà. Cứ giữ chiếc 703 thôi. Và đây rồi, 53TB bên mình có vẻ như anh ta sẽ mở combat. Mình cũng vậy, lao vào bắn chiếc 703 luôn. Chuẩn bị có đạn. Đốc bồn. Vì sao mình bắn một loạt đạn trong cái pha này? Đáng lẽ khi mà giao tranh tầm gần và nhiều kẻ địch, chúng ta phải bắn từng viên để tiết kiệm cái thời gian cũng như là sát thương trung bình mỗi phút sẽ cao nhất. Nhưng mà pha vừa rồi mình muốn bắn cháy chiếc 703 nên đã đốc bồn. Thôi thì bên mình vẫn đang chiến thắng cái vị trí này mà, nhiều người hơn mà, có gì đâu. Pantera nẻ roi một mình. Chưa bao giờ mình chơi cái trận đấu công thủ ở bản đồ step back nó lại dễ dàng đến như thế này. Nếu như mà chơi những trận đấu 10 năm, đấu 10 năm, cánh 1-2 là cánh giao tranh ác liệt nhất của tăng hạng nặng, hầu như chúng ta sẽ phải mất đến 4 và 5 phút mới mở được những con đường vào trong cái cánh này. Cánh 8-9 thì đa phần sẽ là của tăng hạng chung và pháo chống tăng bắn tỉa từ xa. Với việc mà 10 người đấu 10 người, ít pháo chống tăng, giới hạn 3 người mỗi đội, thì mình hỏi anh em, hỏa lực đâu để phòng thủ đây? Hỏa lực đâu? Quốc Kim Bình trả lời hộ tôi cái. Ngon. 500 máu và chiếc UDES. Pha đấy mình tính bắn bình thường cơ, nhưng mà thôi, UDES chuẩn bị chạy thoát. Đốc bồn một cái, 500 máu. Trận này thì mình chỉ bắn 2.500 thôi, nhưng mình muốn chỉ ra cho anh em rằng hãy tắt chế độ đôi công và công thủ cho mình khi mà hệ thống xếp trận châu Á đang diễn ra như thế này. Anh em sẽ chỉ bắn tầm 3 đến 5 phút mỗi trận thôi, căng lắm thì lên 7 phút. Quá ít người bắn không hề sướng tay. Mình cảm giác rằng game dead đến nơi rồi, không còn người chơi nữa. Đây không phải đấu rank nhỉ? Năm ngoái đấu rank thì 10 đấu 10 cũng khá là ok, nhưng đó là những người chơi tốt, những người leo hạng. Họ có kinh nghiệm đầy mình để chiến đấu với nhau. Họ cũng đẩy một like, nhưng họ biết cách phối hợp đồng đội. Còn đây thì sao? Đây là trận đánh ngẫu nhiên, ghép những người chúng ta không hề quen biết, có thể chơi tốt, có thể chơi không tốt. Và điều xảy ra sẽ là không biết đi đâu về đâu. Phòng thủ một cánh thì nát, tấn công một cánh không tốt thì cũng nát. Tỷ số 10-1 hoặc 10-0 sẽ diễn ra nhiều hơn. 10 năm đấu 10 năm cũng đã 10 năm 2, 10 năm 1 rồi. Đằng này còn nhanh hơn nữa cơ. Trước khi đi vào tổng kết cuối cùng, mình muốn lướt qua thành tích trên chiếc TS-54. Các trận đấu mình chơi là 10 trận thì phải, hầu hết dao động từ 3.000 đến 4.000 sát thương. Bản đồ Empire Border là trận đấu duy nhất có 13 người mỗi đội. Còn lại, mình chưa được động vào trận nào 14, 15 người cả anh em ơi. Chán luôn. Trận đấu bản đồ Lakeview, mình bắn được đâu đó khoảng 4.000 sát thương và hỗ trợ tầm 1.000 Master 2 Caliber, điểm đội 1.487 kinh nghiệm gốc. Số bạc kiếm về thì cũng khá là ok thôi. Anh em mà chơi cận chiến 3.000 sát thương trở lên đều lãi bạc nhé, trừ khi sử dụng đạn vàng quá nhiều. Trận đấu bản đồ El Haloop bắn cấp 10 này, Six Fire Line cũng bắn được gần 4.000 sát thương và hỗ trợ 1.400 Master, điểm đội 1.449 kinh nghiệm gốc. Anh em biết vì sao mình bắn tốt chiếc TS-54 này không? Bởi vì mình chơi với ít người và những cánh mà mình đối đầu ấy không có nhiều người ra nghênh đón mình, nên việc mà mình phô diễn, nói phô diễn thì nó hơi quá, thôi mình cứ nói từ đấy nhá, là mình phô diễn cái khả năng chiến đấu của mình với những người đối diện ấy nó dễ dàng quá. Nhưng bây giờ mình hỏi anh em, mỗi cánh lên tới 5-6 người thì đâu ra mà chơi kiểu cá nhân như thế này, đúng không? Các trận đấu khác như bản đồ ES 4.000, bản đồ Sand River mình bắn tầm 2.000 thì phải, Step Best 2.005, Lakeview là trận đấu thứ 2 mình bắn, hơn 4.000 sát thương, hỗ trợ 2.000, cũng Master lần đầu, 2 Caliber. Trận này phòng đấu cấp 7, anh em nhìn này, trời ơi, họ không bắn được cái gì luôn, bay màu quá sớm, bởi vì quá ít người để phòng thủ. Số bạc kiếm về trên chiếc TS-54 này thì mình nghĩ rằng khá ổn thôi, không phải tốt nhất, dao động từ 100 cho đến 120.000. Mỗi khi anh em bắn được 3.000 và 4.000 sát thương. Đằng nào thì nó là xe tăng cày bạc mà. Và mình thấy TS-54 này thì hơi ốp về cái khoản ở gara đấy. Cày được cho bất kỳ tổ kíp lái của loại xe nào cùng quốc gia. Chỉ vì điều này thôi cũng khiến chiếc TS-54
ốp nhá, ốp và broken rồi. Đấy, theo cái nghĩ ở gara thôi, còn vào trong game thì mình nghĩ rằng nó ở mức tốt hoặc là khá tốt thôi, chứ không đến mức giống BZ176 hay là chiếc Skoda T56703 đâu. Nói chung thì test 54 chơi được, mình cũng hợp tay. Quay trở lại với cái vấn đề matchmaking, hệ thống xếp trận châu Á. Đây là một bãi rác mà Warming ném thẳng vào mặt người chơi. Họ khinh thường cực kỳ luôn. 8.000 đến 9.000 người chơi cũng đâu phải quá ít. Đúng là từ đầu năm nay cho đến tháng 5, chúng ta không có sự kiện đặc biệt hay sự kiện thu hút người chơi để khiến cho máy chủ này nó đông lên tới 20.000 người. Mấy năm trước thì có đấu giá này, rồi thì có BVE, Halloween, Wolfenstrager, thoải mái lên được 2.000 người. Nhưng có lẽ họ đã bị những cái người chơi kiểu phê phán về cái hệ thống xếp trận nó mất cân bằng. 15 người đấu 15 người mà các ông xếp ngẫu nhiên, bên này toàn núp, toàn mấy ông lưu bi, tân binh, người chơi kém. Bên kia thì toàn xe tăng khỏe, xe tăng ốp, rồi thì người chơi 9, 10, 11k chỉ số. Thành ra 10 năm không quá nhiều. Nhưng các ông không hề cải thiện về cái việc xếp đúng loại xe, hoặc là xếp làm sao cho nó hợp lý các người chơi với nhau, giống ranh chẳng hạn. Thì cả kể 10, 11 người đấu với nhau vẫn sẽ có 10-0 và 11-0 tỷ số đậm như thế. Tôi lạy các ông luôn. Trong tháng này các ông không sửa chữa, tôi nhảy sang máy chủ khác tôi chơi giờ chứ lại. Không biết là họ xếp kiểu gì, họ hứa với chúng ta kiểu gì là 10 năm đấu 15 vẫn có. Ông nào cốt sai cái hệ thống này rồi, toàn xếp 10, 11 đầu tiên, sau đó mới đến 12, 13, chẳng thấy 14, 15 đâu. Chắc chắn một điều như vậy rồi, mình quá là bực luôn rồi đấy. Chơi một cái trận đấu mà quá ít người, cứ như máy chủ chết đến nơi rồi đấy, chuẩn bị bỏ game thôi, chuẩn bị sang máy chủ khác chơi thôi. Tại sao các ông phân biệt vậy? Mình biết là máy chủ châu Á nó cũng khắc nghiệt, tỷ lệ thắng của các xe tăng người chơi nó cũng thấp hơn so với các máy chủ khác. Nhưng điều đấy không nói lên rằng là người chơi máy chủ châu Á người ta chơi không hề tốt, người ta không hứng thú với game. Thay vì làm những cái điều như này, các ông hãy tạo ra các sự kiện, tạo ra những cái thú vui, tạo ra những cái giải trí cho người chơi ở lại game nhiều hơn, họ chơi game lâu hơn. Mình không biết cái mặt tốt của hệ thống xếp trận này là gì. Cài bạc tốt, một trận đấu tầm 3 đến 5 phút, vèo cái chúng ta có 100.000 bạc về game, vèo cái chúng ta có 100.000 bạc về gara. Nhưng số sát thương trung bình mỗi trận có thể sẽ giảm, bởi vì số người trong trận, tổng sát thương sẽ giảm xuống mà. Kiếm huy chương có thể sẽ dễ hơn. Hai caliber từ 6.000 bây giờ chỉ cần 3 đến 4.000 thôi là lấy được rồi, ở vòng cấp 8, 9, 10, đúng không? Đó, chơi vòng cấp thấp thì sao? Hiện tại mình chưa chơi mấy con xe tăng cấp 6, cấp 7 hoặc là xe tăng MM+1. Liệu những chiếc xe tăng đấy có gặp bất lợi gì với cái hệ thống xếp trận này không? Trời ơi, tôi muốn khóc quá, tôi muốn xóa game quá. Chưa bao giờ mình có cái cảm xúc như thế này. Mình rất là xin lỗi anh em. Có thể là nhiều anh em xem kênh của mình chỉ để giải trí thôi, nhưng mà đang phải chịu đựng cái bực dọc, đang phải chịu đựng những cái tiêu cực của mình. Nhưng đây là hiện thực, và chắc chắn mình không thể để yên được. Anh em cũng vậy, hãy chung tay với mình, gửi đến Warming những cái lời bình thường thôi nhá. Đừng quá tiêu cực, đừng quá là toxic với họ. Chỉ cần cố gắng viết họ, hãy lắng nghe lại ý kiến người chơi, hãy thử nghiệm lại đi, chứ không thể để như thế này được. Hy vọng anh em sẽ hiểu. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.